Dạ vâng. Dạ. Ký nhận được chị. Chết giả. Thằng bị bàn mày rồi. Sao mày khốn nạn hay mày nhục như con chó ấy, mày đặt hàng của vợ tao xong bây giờ mày còn bùng hàng à? Mày biết đơn hàng gần 3 triệu bạc không mà mày bùng hàng con chó này? Hả? Thế cái này là cái gì tao hỏi mày? Nguyễn Trung Kiên to lù lù đây. Hả? Hay mày để tao chửi mày? Thế chuyện buôn bán của vợ chồng tao là trò đùa của mày à? Hả con chó này? Mày không biết nhục à? Mày không có tiền thì mày bảo bố mày cho mày. Mày hiểu không? Chả ai hiểu. Đây. Thưa hàng của em à? Thưa. Hàng gì vậy chị ơi? Ô hàng bị hoàn về hả chị? Hả? Hàng bị hoàn về hả chị? Không biết, chị thấy có người gửi đi 50 đồng đấy. Dạ vâng. Ký nhận hả chị? Chết giả. Hàng bị hoàn về rồi. Lâu lắm rồi em mua hàng có bao giờ, em bán hàng có bao giờ bị lừa hoàn hàng đâu mà sao nay lại bị hoàn hàng này anh ơi? Sao lại có ai em mà em bán mấy năm trời không bao giờ bị hoàn hàng, thế sao lần này bị hoàn hàng này? Anh gặp xem là cái đứa nào đấy? Sao lại có đây Nguyễn Trung Kiên kia này đây, Nguyễn Trung Kiên đây à? Nguyễn Trung Kiên thằng kia hoàn hàng em bùng à? Sao nhân viên thì em không để ý à mà sao để nó đặt hàng cho nó bùng này? Bực ra mấy thằng kia này khốn nạn thật đấy. Nó làm trò thật sự đấy chứ. Mọi người ạ. Đây, thằng này nó khốn nạn đến mức như này đây. Nó đặt hàng của Thư, nó đặt cái đơn hàng hơn 3 triệu đồng đây. Mà bây giờ nó bùng hàng này đây, mọi người ạ. Mọi người thấy nó có khốn nạn không? Nó còn có cho Thư để sinh, để sống, để làm ăn nữa không? Đây, nó bùng hàng đây mọi người ạ. Mình không thể chấp nhận được. Đây thằng này nó còn nghĩ được cái chiêu trò để ra nó còn làm khổ em này thưa. Nó còn làm cái chiêu trò nó bùng hàng của em chứ. Anh không nghĩ là bây giờ thằng này nó còn nghĩ được thêm cái trò dơ bẩn thế này, dơ hẹn thế này. Quá dơ hẹn. Đây là cái công việc làm, công việc ăn của em. Mà bây giờ nó còn làm những cái trò như thế này. Quá khốn nạn luôn. Trước yêu nhau dù như thế nào đi nữa thì hết tình thì còn nghĩa một tí. Bây giờ đặt hàng của người yêu cũ xong về đơn hàng mấy triệu đồng thế này. Còn xong bây giờ kia bùng cả đơn hàng đây. Bên Trung Kiên chỉ có nói không có ai nữa. Mình không nghĩ nó là một con người gì gọi là dơ hèn, dơ bẩn như thế này. Không thể chấp nhận được. Dù gì ngày trước yêu nhau dù có như thế nào nữa, không còn như thế nào nữa. Nếu mà một thằng Kiên đấy, tao nói luôn này. Em gọi thằng Kiên em chửi lắm chứ. Mình nói luôn cho mọi người biết này, nếu mà thằng Kiên có xem được video này, có như thế nào ấy thì mày làm với tao đừng có làm cho, đừng làm đến vợ tao. Bây giờ vợ tao là ăn, bây giờ mày còn phá được như thế này, tao không thể chấp nhận được đâu. Có như thế nào thì mày phá tao cũng được, còn Thư ý, quá khổ vì mày rồi. Nên là tao mong mày đừng phá Thư nữa, để tao với Thư có một cuộc sống yên ổn đi. Chứ bây giờ Thư bán hàng thế này mày còn đặt đơn hàng mấy triệu bạc xong mà còn bùng hàng, tao không chấp nhận được đâu. Anh không nghĩ là cái loại này con người nó còn là con người không thưa. Nó làm những cái trò như thế này. Thật sự cái chuyện này bây giờ thằng này nó cũng lớn rồi mà anh không nghĩ chắc anh em này nó suy nghĩ với nhau để bày cái trò đây. Tại em là nó đây anh ạ. Bây giờ mà hộp em đẹp dúm hết rồi. Đẹp dúm hết đây. Tết nhất rồi đây mọi người ạ. Tết nhất đến nơi rồi mà bây giờ nó còn làm khổ gia đình Thư, công việc buôn bán nó còn làm khổ Thư thế này nữa. Bây giờ mình không nghĩ thế nào luôn ý. Alo. Bởi vì trong khi nhiều khi Trang ơi, Trang còn là phụ lý không? Nhiều khi trong cuộc sống con người con gái đã quá vất vả rồi. Trang lấy cái gì tôi bảo nhá. Mà bây giờ hàng ở bên chỗ nhà chị Hai Mít thôi Trang lấy nhá. Mà bây giờ nó còn làm như thế này, mình không thể hiểu nó là con người hay con vật nữa. Không. Một cái đơn hàng giá trị như thế này. Mà bây giờ nó còn bùng hàng. Mình cũng mong mọi người chỗ đông nhất chỉ đi qua chỗ Thanh Hà thôi thì Trang bảo ai ra lấy cho Thanh Hà được không? Mình mong là mọi người ai mà có mua hàng của Thư thì mình mong mọi người đừng bùng hàng chỗ Thư. Nào cơ? Công ty Family á? Mọi người mình chỉ mong mọi người là yêu cầu mọi người là ai có mua hàng của Thư thì mọi người ủng hộ giúp Thư và nhận hàng trả hàng gọi là như kiểu tiền trao giáo múc ấy, chứ mọi người đừng bùng hàng. Thư quá mệt mỏi rồi, việc buôn bán kinh doanh ấy nó đã quá là vất vả rồi mà bây giờ bùng hàng như thế này thật sự giờ Thư rất buồn, Thư rất mệt mỏi luôn. Nên là mình cũng mong
kể cả mọi người cũng vậy, ai mua hàng của Thư thì mong mọi người đừng đừng bùng hàng của Thư nhé mọi người nhé. Thằng này thằng giờ không ai không nghĩ được. Để em quay thằng kia em nói chuyện với nó. Mình không thể nghĩ được thằng này nó có con người đấy. Đặt hàng rồi mà còn bùng như thế này, dẫu gì không chấp nhận được. Alo, thế mày đang ở đâu ấy? Làm sao? Làm sao gì mà làm sao? Đây em bật, em đưa đây, em bật cam lên để anh nói chuyện với nó. Em bật cam lên. Alo. Sao mày khốn nạn hay mày nhục như con chó ấy? Mày đặt hàng của vợ tao xong bây giờ mày còn bùng hàng à? Mày biết đơn hàng gần 3 triệu bạc không mà mày bùng hàng con chó này? Hả? Thế cái này là cái gì tao hỏi mày? Nguyễn Trung Kiên to lù lù đây. Hả? Hay mày để tao chửi mày? Thế chuyện buôn bán của vợ chồng ta là trò đùa của mày à? Hả con chó này? Mày không biết nhục à? Mày không có tiền thì mày bảo bố mày cho mày. Mày hiểu không? Chứ mày đừng có dùng cái trò dơ bẩn để mày đặt hàng, mày hùng hàng để vợ tao. Cứ hoàn đi hoàn lại đơn hàng. Bọc đẹp hết ở đơn hàng. Đây mày đẹp hết ở đơn hàng này, mày không biết nhục đi con. Mày không biết nhục à? Mày quá đáng vừa phải thôi Kiên nhá. Mày quá đáng vừa thôi. Mày dù gì nữa ấy, có như thế nào thì mày nhắm vào tao mày, để yên cho Thư làm ăn. Mày không phải tao không cho người khác đặt hay như thế nào, mà cái loại mày đặt hàng ấy thì mày phải nhận hàng, mày thanh toán, tao chỉ nói thế thôi. Mày hiểu không? Bây giờ tao không thích gì, tao không thanh toán. Thế mày không thích mày đặt, mày làm cái đéo gì? À? Thế là trò đùa của mày à? Mày là trò vui. Mày biết tao bán hàng vợ tao bán hàng vất vả nó không mà mày bây giờ mày đặt hàng cho vui, thằng con chó này. Tao cứ thấy chúng mày mà còn bên nhau là tao cũng xài đến cùng thôi. Đây mọi người đây. Còn đừng để cho tao biết là chúng mày còn yêu nhau nữa. Mọi người thấy không? Thằng này nó khốn nạn này đây. Thằng này nó hèn này. Nó đặt hàng của vợ chồng mình đây xong bây giờ nó còn bùng hàng, mọi người nghe đây. Mọi người cứ tung hô nó là người tốt đây. Thằng này nó khốn nạn như con chó này này. Nó đặt hàng của vợ chồng mình mấy triệu bạc kia này. Mày nói cái gì mày ăn vẽ gì đấy? À? Bố mày phốt mày lên mạng luôn cho mày biết thế, cho mày biết thế nào. Alo, thế bây giờ mày cứ như thế nào? Ô. Tao rồi anh. Ô. Lại hèn nó không dám nghe máy mà. Thằng này hèn như con chó ấy mà. Bây giờ nó lại cái kiểu. Dương cái loại nó không dám chấp anh là có lần sau nó đặt hàng của em ơ. Em ơ. Tế bả đây thì không biết là hàng của em bị vỡ rồi, vỡ hôm nay này em kiểm tra. Em kiểm tra cho nó. Nhưng mà thôi, anh không quay video đây rồi anh sẽ chắc chắn anh sẽ post lên mạng cho cư dân mạng họ biết là thằng này đâu. Đây em có tặng mặt nạ này. Bình thường em hay tặng cho khách một mặt nạ khi mà mua serum này. À thế ạ. Thì mọi người ạ, bình thường mọi người mua một lọ serum KT Skin này nhá thì mọi người được tặng một cái mặt nạ, lắp mặt nạ này mọi người ạ. Đấy. Rất là chi là Thư của nhà mình rất chi là ưu ái mọi người. Nên là mong mọi người ai mua chị mụn này thì mọi người ủng hộ vợ chồng mình nhá. Thì đây được tặng mua một chi mụn được tặng một mặt nạ mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tặng như thế rồi mà nó còn gì của mình đi chứ. Thằng ấy thì anh không nghĩ là con người như vậy mà. Thằng nó khốn nạn lắm. Nên là thôi, em bảo nhân viên lần sau mà để ý nhá, check một là số điện thoại của nó này, hai là tên và địa chỉ gần nhà nó này. Gần nhà nó hoặc là sát nhà nó thì thôi, tốt nhất là không nhận hàng. Hủy một đơn được, không mất bao nhiêu, còn hơn là bây giờ cứ đi chuyển lại nát hết hàng rồi. Chuyển đi chuyển lại chung ấy đó. Trông nó vất vả, mình cứ kiểm lại tồn kiểm như kiếc vất vả lắm. Nên là thôi, đấy mọi người ạ. Mọi người biết cái bộ mặt của nó như nào đấy. Nó đánh mình như này xong nó đặt hàng của vợ mình. Nó bùng hàng, không chấp nhận được mọi người ạ. Quá là khốn nạn luôn đấy. Nên là mọi người nên xem xét lại mình với cả nó hai khía cạnh. Anh kia được chưa? Anh nhầm. Có lại. Nên xe đây mà. Nên là mình mong mọi người nhìn lại, nhìn nhận lại hai khía cạnh. Chứ nó như không tốt đẹp gì cả đâu mọi người ạ. Đấy. Còn mình với cả Thư thì công việc kinh doanh thì cũng cố gắng thôi. Nè em mới mua cái này đẹp chưa? Ủa, cây quất đẹp thế. Vâng, cây quất đặc đấy. Đấy mọi người. Mọi người thấy Thư trông chọn cây rồi chơi để qua cây cối trông đẹp không? Cái này phải tưới à hay là phải xịt? Xịt thôi, không tưới đâu. Xịt như kiểu xịt cái cây luôn. Không tưới không? Ở nhà có mà. Đấy đẹp rồi nha. Đấy mọi người thấy không? Thư vừa xin ra. À cái này tí nữa mang về để ở nhà anh đấy. Em
Anh mang về nhà em nhỉ? Em mang về nhà em, từ nhà anh có nhiều lắm rồi. Em thấy nhà anh trang trí nhiều lắm mà không còn chỗ mà để đâu. Thế em mang về nhà em. Em mang về nhà em, trang trí nhà em nhiều. Chứ nhà anh nhìn mấy cái đồ trang trí này nhiều lắm. Thì chúng mình chuẩn bị đi xếp hàng đi. Em chuẩn bị đồ em đi xếp mấy cái đồ này thế này.